Có tên khoa học Atacus Atlas, bướm khế là một trong ba loài bướm có tên trong sách đỏ Việt Nam. Theo sách đỏ Việt Nam, cấp độ đe dọa đối với bướm khế được xếp ở mức hiếm, có thể sẽ nguy cấp. Atacus Atlas là một loài bướm đêm đặc hữu, sống chủ yếu ở rừng nhiệt đới khô, rừng thư sinh và cây bụi trên khắp Nam Á, Đông Á và Đông Nam Á. Loài bướm khế được nhà động vật học nổi tiếng các Linnaeus mô tả lần đầu tiên trong cuốn sách năm 1758. Khi bị đe dọa, con bướm đêm sẽ rơi xuống sàn và vỗ cánh bắt trước đầu rắn chuyển động để xua đuổi những kẻ săn mồi. Bướm khế là một trong những loài bướm lớn nhất thế giới. Khi trưởng thành, mỗi cá thể có thể đạt chiều dài sải cánh từ 25 đến 30 cm. Bướm khế có vòi tiền đình rất ngắn. Chúng không ăn sau khi chui ra khỏi kén mà dựa vào việc tích trữ chất béo để lấy năng lượng. Do đó, mỗi lần cất cánh bay, bướm khế tốn rất nhiều năng lượng. Điều này khiến tuổi thọ của chúng rất ngắn chủ yếu từ 1 đến 2 tuần. Vậy nên, để sống thọ, chúng bay càng ít càng tốt. Cá thể bướm khế cái thường đợi một con đực đến để thụ tinh, đẻ trứng và chết. Con cái lớn hơn và nặng hơn đáng kể so với con đực. Loài bướm khế thường chọn các cây có lá tốt tươi đẻ trứng. Trứng bướm bằng hạt gạo tròn, trông như nụ hoa khế, trứng nở ra sâu bướm màu xanh lục. Sâu bướm chỉ ăn lá cây, không gây nguy hiểm cho người. Chúng đóng kén và nở ra thành bướm trong vòng 2 tháng. Khi trưởng thành, bướm khế có màu sắc nổi bật